Ngôi nhà phố 2 tầng có diện tích mỗi sàn là 6 x 25 m với hình dáng nhà dài và sâu nên các kiến trúc sư đã bố trí công năng mỗi tầng như sau. Nội thất tầng 1 được các kiến trúc sư thiết kế theo phong cách hiện đại, không gian phòng khách được thiết kế thông trần với tầng 2, tạo chiều cao rộng rãi, kết hợp với đèn trần đơn giản làm cho toàn bộ không gian trở nên sang trọng và đẳng cấp. Phòng ngủ master được bố trí cạnh phòng ngủ của con, phòng ngủ master được thiết kế theo tông màu trung tính. Tường đầu giường được trang trí bằng gỗ với hệ thống đèn LED nhẹ nhàng, bên cạnh đó bố trí thêm phòng thay đồ thông minh để tiện sử dụng. Phòng ngủ của con ở bên cạnh cũng được thiết kế khá đơn giản, với màu trắng kem làm chủ đạo. Khu vực học tập được bố trí bàn học gắn tường và kệ sách cách điệu. Đi sâu vào phía trong dãy hành lang là khu vực bếp. Bếp ăn được bố trí vô cùng bắt mắt, sử dụng tủ bếp sát tường, gọn gàng, tiện ích. Phòng giải trí hay còn gọi là không gian sinh hoạt chung của ngôi nhà được bố trí sofa, TV và tủ sách. Phòng ngủ số 3 được thiết kế đơn giản với tủ quần áo âm tường, rộng rãi và lắp hệ thống đèn LED chiếu sáng trên trần thạch cao để tạo ánh sáng dịu nhẹ. Phòng ngủ số 4 cũng được thiết kế gần tương tự, có thêm hệ thống cửa sổ thoáng sáng hơn, giúp ngắm khung cảnh xung quanh. Chúng ta hãy cùng hình dung lại công năng và nội thất của căn nhà này rõ hơn qua mặt bằng 3D của công trình nhé!